Mua nick Liên Quân Free Fire uy tín, chất lượng, giá rẻ, hãy đến với shop kho@rẻ.com. Link shop có dưới phần mô tả. Kính mời, kính mời. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76, kênh hướng dẫn game Liên Quân. Hãy về trang bị phù hiệu và bản ngọc của các vị tướng trong game Liên Quân nha anh em. Hãy thì với phong cách bình luận bữa vui vui. Hãy thì anh em kính mời anh em xem cái clip Violet đi đường rồng với trang phục đó là Violet cô dâu rất là đẹp nha anh em. Đấy. Thì clip này mình sẽ dùng cái bản ngọc đó là sát thương chí mạng cho anh em xem. Đấy, thì bản ngọc sát thương chí mạng thì anh em sẽ lết game rất là bán rất là đau. Còn đầu game thì anh em sẽ lên cái thương xuyên phá với cái thánh kiếm trước. Đấy, để nó gây đâm tay trước. Còn về cỡ về lết game á, thì anh em sẽ bán theo cái sát thương chí mạng thì nó bán khá là thấu. À, thì bây giờ mình sẽ đi với các anh tanker đó là anh Bạch Đâm. Đấy, ui dùi ui, các bạn thấy không, bây giờ mình bắn Slim hai phát mà nó nhảy vô trụ nó trốn luôn rồi. Về bắt đi anh em ơi, đứng đây làm gì cho đông, làm gì cho đông khi mà anh rồi xong luôn mày hả bưởi đó, chọi cho nó bom. Đấy, thì anh em thấy cái trang phục Violet cô dâu này khá là đẹp đúng không. Đấy, chọi cái chiêu hai ra thì chọi cho bom ra mấy trái tim rất là đẹp. Đấy, còn chiêu 1 thì bán cũng khá là đau. Đấy, chọi trái bom này, ấy chọi mấy trái tim ra, thả tim cho em đó anh Slim ạ. Anh Slim thả tim nhưng mà anh nằm im ru luôn em ạ. Đấy, khi tay bắt nào em thả tim cho anh lại nằm im ru một đống như thế, làm sao anh lấy được trái tim của em ạ. Thì mình sẽ ép cái trụ này nha anh em, ép cái trụ trước, sau đó mình sẽ giết cái thằng Durin kia sau. Anh Durin chạy đi đâu anh ơi, chạy đi đâu anh ơi. À, thì bây giờ mình giết được một mạng nhưng mà đã trợ được hai mạng rồi. Anh này lại ra rồi, tôi tiếp tục là một lộn và một trái tim. Thả tim, úi dùi, tim nó rụng rời luôn á. Tim rụng rời mà bạn Slim không chết anh em ạ. Thấy Violet đẹp thế sao không bay ra giết Violet này bạn Chrissy ơi. À, thì mình sẽ lui về một tí nha anh em. À, thì mới giết được một mạng và trợ có hai mạng mấy. Thì bạn Nacros lên ganh đường rồng rất là hợp lý. Đấy. Anh em đi rằng nhớ ganh đường rồng nha, đừng có ganh mấy cái đường kinh công rồi chi. Ganh đường rồng này thì nó sẽ xanh đều hơn nha anh em. Đấy, thì hôm sau mình cũng có rất là nhiều clip về Violet. Thì có thường á thì mình sẽ sử dụng bản ngọc đó là chí mạng anh em. Đấy, thì anh em muốn biết cái clip mà sử dụng cái bản ngọc chí mạng thì anh em cứ search là Violet cộng với cái tên kênh của mình đó là Violet HD Game 76 thì sẽ ra những clip của vị tướng Violet này. Thì mình có hướng dẫn rất là kỹ những cái build bản ngọc và phù hiệu của vị tướng Violet lên tỷ lệ chí mạng là như thế nào. Đấy. Mua mau đi nè, đấy thấy chưa anh em, bán cái trai đoạn cuối cùng nó sắp mắc la liền. Ui xùi ui, thơm như miếng lùi luôn á. Đấy, thì anh em thấy mình ăn sướng không? Đấy, mình rất là đẹp. Đấy. À, Violet này rất là đẹp anh em ạ, mình rất thích cái skin này. Đấy, thì trong cái kênh của mình cũng có clip về Violet nữ hoàng phô bông. Đấy, Violet về thứ nguyên vệ thằng bật skin 3S ấy. Phê lắm anh em ạ, bắn nhìn nó rất là đoán, xuống mắt gì đâu luôn á. Úi dùi ui, Chrissy tiễn anh luôn. Đấy. Mình thôi anh ơi, tha cho em. Đấy, thì bây giờ làm gì Violet hết máu hết mana đi về. Ui anh ring ví trên giấy mình kìa các bạn ạ. À, thì thôi mình sẽ đi về chứ để ring thôi mình đi về rồi mà, đi về rồi nói vậy mà vẫn còn thom lom mấy bà lính anh em ạ. À, thì thôi thì mình ăn hết cái con lính này rồi mình về nha. À, cái tính tật thom lom vẫn không bỏ anh em ạ. À. À, người ta nói thom thì thom, mình chưa thấy thom gì hết. Có lẽ là mình sẽ biến về ở chỗ này. À, thì bây giờ anh em sẽ xem cái hiệu ứng biến về của vị tướng Violet này nha. À, đi lên cái cầu thang rất là đẹp đúng không? À, hiệu ứng biến về rất là đẹp anh em ạ. À. À, thì Violet này có cái hiệu ứng biến về là cô dâu cầm bó hoa đi lên những bậc thang. Biết bao giờ mà có người đi lên với mình như thế nha. Chắc là chưa có đâu anh em ạ. À, thì vẫn còn là nhà vẫn nhà cô đơn mình đơn lẻ chiếc. À! À, vừa mới nói vẫn đang là phóng cái lao ngay cái mỏ anh em ạ. À, thì
Thì cái về cái trang bị bản ngọc và phù hiệu của vị tướng Violet mà lên full sát thương chí mạng thì mình để cuối clip nha anh em. Đấy, cuối clip thì anh em xem hết cái cách đánh của mình, xong rồi anh em xuống cuối clip anh em sẽ biết cái trang bị phù hiệu và bản ngọc sao cho vị tướng Violet này bán mạnh nhất. Đấy. Thì về cách chơi Violet á, thì anh em sẽ lộn xe xéo một tí nha. Đấy, thì thằng đây mà chạy đâu cũng còn cái tóc biến này nè, chọi cho bom tóc biến vô quốc luôn đi. Thôi, nó bạn kia vẫn chết rồi, bạn không tin được cho mình nên thôi mình sẽ lui ra nè anh em. Đấy, thì Violet mình đang đi form. Thì Violet nếu mà các bạn cầm bản ngọc sát thương chí mạng 36% sát thương chí mạng thì anh em đi form nhiều nhiều một tí để cuối game mình bán nó đau nha anh em. Đấy, thì về cuối game thì anh em sẽ cái sát thương chí mạng của mình nó sẽ kết hợp với cái tỷ lệ chí mạng. Đấy, thì về cái cách lên đồ thì anh em cứ lên cái thường xuyên phá trước, rồi sau đó mình lên lấy cái đâm tay trước anh em, rồi sau đó mình sẽ lên những cái món sắt, món chí mạng sau. Đấy, để khúc đầu mình bán đâm tay cho nó đau đau một tí. Đấy, thì bây giờ mình sẽ ép cái trụ này, anh nào ra giữ giùm cái trụ ở đây. Bố mày là sợ mày quá cơ đấy. Này trụ này à, vừa nói thế là anh đau ring lại bóc cái đầu ra. Ui sao mà anh khờ dại với vậy. Anh khờ dại quá đi anh ơi. Em vừa mới nói nhẹ nhẹ vậy mà anh bay ra. Úi dùi ui, gấu chó này nằm im ru luôn ấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ ép theo cái đường này, mình ép luôn cái trụ chữa này anh em. Đấy, thì hiện tại thì các bạn rừng của tên bạn là bạn Rau Ca thì vẫn chưa ganh được mình nha anh em ạ. Đấy, thì Rau Ca nó rất là khó ganh Violet nha anh em, tại vì mình có một cái chiêu lộn với một cái chiêu tóc biến nữa, nên là Rau Ca nó sẽ chạy chậm hơn mình một tí. Nếu mà thằng nào núp bờ núp bụi kiến cắn không ra nó bắn mình tốt thì mình chịu thôi, còn bây giờ mình đang cái thế đẩy nên là mình sẽ thấy được cái móc cái sai của nó. Đấy. Thì nếu mà anh em cầm cái sát thương chí mạng thì về cuối game nó sẽ bắn rất là đau nha anh em. Hiện tại thì vẫn chưa đến cuối game nhưng mà mình thấy tên mình đánh khá là hay rồi. Đấy, anh em nó tên bạn ép lên kia, ép lên mày hả Slim. Ủa thằng này là thằng Arudin nhưng phải ai Slim anh em ạ. Bóc biến tóc biến lại quất luôn lùa may mì may nè. Chạy đâu anh Arudin bị lót nè anh, giờ này mà còn bị lót nè anh. Ôi dùi ơi, anh chạy anh tông vô cái trụ anh dắt mất tiêu anh té gãi răng luôn. Đấy, thì bây giờ mình lộn một lộn nữa sẽ cái trụ này sẽ bay nè. Bùm, cái trụ bay hả anh em thấy không? Mình à, nhảy đi đâu. Ôi dùi, trời cho anh tim cho anh Rau Ca làm im râu luôn em ạ. À. Đấy, thì bây giờ mình sẽ biến về. Đấy, anh em thấy cái hiệu ứng biến về rất là đẹp đúng không anh em? Đấy, cầm bó hoa đi lên những bậc thang. Đấy, còn múa nữa chứ. Ôi dùi, ui, Violet đẹp thế. Thì anh em biết rồi đấy, vị tướng Violet này là một vị tướng con cưng của Garena. Thì anh em cứ chơi vị tướng Violet này thì sẽ có rất là nhiều skin. Rất là nhiều skin đẹp nha anh em. Đấy, thì Violet đặc dị nè, Violet 3S nè. Đấy, mình có clip Violet thứ nguyên về thằng anh em ạ. Thì anh em cứ tìm Violet, tìm trên YouTube là Violet HD Game 76, những cái từ khóa như vậy thì nó sẽ ra cái clip của mình. Ui dùi ui, chạy vô đâu anh trai. Ui dùi ui, chạy vô trụ và chơi luôn em ạ. Bắn mới cái trái chiêu cuối một bùm một phát mà thằng nào cũng ôm súng ôm cung ôm kiếm vô trong trụ nấp trong lùm hết cho anh em ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ ép luôn cái đường này nha anh em, ép luôn đẩy luôn cái trụ này, mình sẽ kiếm cái đường mega ở chỗ này. À, Adurin lại ra nữa hả anh? Anh tin là anh nằm sắp mặt với em không? Đấy, mình sẽ canh từ từ một tí anh em ạ, tại vì tên mình bạn Nạc Rốt đã đẩy ở trên rồi. À, ui, hèn thế, hèn quá anh em ạ. Xưa nay là mình né được những cái pha của những cái bạn ấy nhưng mà không né được những cái lao của Slim anh em ạ. Slim nó phóng cái lao mình không thấy nên cuối cùng mình cứ lao cái đầu cái lao của nó nên là cứ bị choáng mấy cái này, choáng 200 giây sau chứ tìm nó ra nó hiếp dâm. Ôi dùi ôi, dẫn cái trò đoạn coi mày hả bự, mình tiêu diệt cái trụ trước anh em, chào cho bom vào nè, thả tim nè, anh tim cho mấy bạn đấy, mình tim cho mấy bạn tim nè, giấc luôn, bây giờ cuối game rồi khô máu luôn nhá. Khô máu nhưng mà không thằng nào dám ra anh em ạ. Một lộn nè, 1900 máu anh em ạ. Thì cái trụ bên này mình sẽ đẩy luôn anh em ạ. Cái trụ này mình sẽ đẩy luôn. Thì hiện tại là mình hỗ trợ khá là nhiều anh em ạ. Bạn chưa lết game nên là chưa có giết người được. Mới ăn có 5 mạng thôi mà hỗ trợ 9 mạng. Úi dùi ui. Một lộn một mạng coi, một lộn một mạng coi. Từ từ mình sẽ lựa thế những cái thằng đẩy Slim nè. Úi dù không nổ chi mạng anh em ạ.
ấy thì mình chưa lên được cái thanh kiếm hay sao ấy, chưa lên được cái món đồ chí mạng ấy, cuối cùng cuối game này ấy, bây giờ mình mới lên được cái mình còn cái liềm bạn ơi, còn cái liềm bạn ơi, gấu ơi là gấu ơi, mất cái liềm thôi, không có gì phải căng anh em ạ. Giờ một lộn nữa là cái nhà bé này ấy, thì cái clip của mình kết thúc tại đây rồi anh em ạ. Vẫn lên chưa full đồ mà tên bạn nó nát rồi ấy, thì anh em thấy khá là mạnh với vị tướng Violet này đúng không ấy. Thì clip mình kết thúc tại đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cái chương trình đó là trang bị phù hiệu và bảo ngọc của vị tướng Violet này. Về bản ngọc của Violet trong trận đấu này thì anh em sẽ dùng bản ngọc sát thương chí mạng như sau. Mình sẽ clear hết, mình sẽ gắn lại cho anh em xem. Về ngọc đỏ anh em sẽ gắn đó là tỷ lệ chí mạng 0.7% và sát thương chí mạng 33.6%, gắn 10 viên cho mình. Về ngọc lục, ngọc tím là anh em sẽ gắn 7 viên tốc đánh tốc chạy. Về ngọc 7 viên tốc đánh tốc chạy và 3 viên hút máu 1.6% nha anh em. Đấy, gắn ít hút máu vào cho nó. Về ngọc lục thì anh em sẽ gắn công vật lý và xuyên giáp. Công vật lý 0.9 và xuyên giáp 6.4. Sau khi gắn ngọc thì anh em sẽ có công vật lý cộng 9, tỷ lệ chí mạng 7%, xuyên giáp 6.4, hút máu 4.8%, sát thương chí mạng là 36%, tốc chạy 7%, tốc đánh 7%. Đấy, về cái phù hiệu của vị tướng Violet trong trận đấu này mà anh em dùng để gây sát thương lớn nhất đó là anh em dùng cái tháp quang minh, sau đó anh em chọn cái stand sát thương, tiếp theo anh em sẽ lên cái chí mạng, anh em chí mạng 16% ấy, rồi cái cuối cùng anh em sẽ tăng cái sát thương là cái thần quang, tại vì cái hồi sinh bây giờ nó giảm sức mạnh rồi anh em ạ. Về dòng dưới thì anh em chọn cái thành khởi nguyên và chọn cái phù hiệu là bảo mệnh cái liềm ấy, tiếp theo là anh em chọn cái vực khổng mang và chọn cái lướt tăng cho mình. Đấy, thì sau khi dùng cái một lộn thì anh em đi đường mà anh em sẽ lộn một lộn và bán một phát thì nó sẽ tăng sát thương. Hãy về cái trang bị của vị tướng Violet đi đường để dùng cái full sát thương chí mạng thì anh em sẽ dùng cái trang bị như sau. Đầu tiên anh em sẽ lên cái thương xuyên phá. Về chiếc giày thì anh em sẽ lên cái giày du mục hoặc là giày kiên cường tùy theo trận đấu. Tiếp theo anh em sẽ lên cái thánh kiếm để tăng cái nội tại đó là sát thương chí mạng và tỷ lệ chí mạng. Tiếp theo anh em sẽ lên cái phức hợp kiếm để sau khi tung đòn đánh thường thì tăng 100% đam. Đấy, về món thứ năm thì anh em sẽ lên cái cung tà ma nha để tăng tỷ lệ chí mạng, tại vì mình đang dùng bản ngọc sát thương chí mạng mà nên mình phải dùng cái cung tà ma. Đấy, thì anh em ân sát thương con nữa thì anh em lên cái nanh phoenix, nhưng mà cái nanh phoenix thì nó không ổn định lắm anh em ạ. Và cuối cùng anh em sẽ lên cái giáp hộ mệnh. Vâng, chúc anh em xem clip vui vẻ và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé.